Xin chào tất cả các bạn. Rồi cửa hàng móng cái Green không có thời gian làm được cái video giới thiệu các cái sản phẩm, cũng là do thời gian bận quá. Hôm nay thì là mình giới thiệu với này các bạn cái sản phẩm là cái dây đeo máy cắt cỏ loại 2 vai và có cả loại 1 vai. Hôm nay mình về rất nhiều, mấy trăm bộ sản phẩm thì được đóng gói trong một cái túi bóng và có hình thức như thế này đây các bạn nhé. Rất tiếc này là hiện tại bây giờ nó không có người mẫu để mình đeo thử cho các bạn xem, nhưng tí nữa ở cuối video mình sẽ đưa lên một số cái hình ảnh mẫu nhé, để cho các bạn xem về cách đeo, tác dụng của nó. Đây là hai cái miếng đệm để chúng ta tì vào vai, rất là êm. Đây là miếng tì bên hông. Đây là cái ngoắc đeo vào máy cắt cỏ. Cái ngoắc này được làm bằng sắt, nhưng bằng thép như này rất là cứng cáp, không thể nào mà gãy được cái móc này. Còn đây là cái sản phẩm đeo 1 vai, được để trong một cái túi bóng như thế này, cũng có cái đệm tì vào vai rất là êm và có cái móc này, những cái đầu móc này cũng là rất chắc chắn. Đây, nó không giống như là cái loại rẻ tiền mà mình thấy có bán trên mạng nhé. Cái này nó cứng cáp và nó chắc chắn hơn. Đặc biệt là nó có cái đệm này là nó làm cho êm vai khi mà đeo. Đấy, thế rất là nhiều. Đấy, hôm nay là mình về được mấy thùng, mấy trăm bộ đấy. Cái loại này, cái giá bán của cái loại dây đeo 2 vai này thì cũng rẻ thôi, mình bán với giá này là 90.000 một bộ, 90.000 một bộ là chưa gồm tiền ship đâu, tiền ship thì khách hàng tự trả cho nhân viên giao hàng, tiền hàng tiền ship thì tự trả. Các sản phẩm này mình đều có bán ở trên Sen Đỏ và Shopee nhé. Tùy theo các chính sách miễn giảm cước của các cái shop Sen Đỏ hay Shopee mà các bạn có thể được lợi thế về tiền vận chuyển. Mình giới thiệu thêm cái sản phẩm đó là cái khay rẫy cỏ. Nay về thêm 300 cái khay rẫy cỏ này. Đợt vừa rồi cháy hàng, hết hàng bao nhiêu lâu, mấy hôm mới hàng có hàng về. Đấy, một cái khay rẫy cỏ như thế này. Đây là loại tốt nhá. Bên Trung Quốc họ báo thì là có 2 loại, một loại tốt và một loại xấu. Đây là mình chỉ nhập loại tốt về thôi. Nè. Đó. Cái đường kính của cái khay này là 23 cm nhé. Nó là bằng thép. Thép rất là già. Chúng ta có thể là nắp vào cái máy cắt cỏ. Tất nhiên là để dùng cái khay này chúng ta phải có cái máy cắt cỏ có động cơ nó khỏe một chút, nòng khoảng 36 ly trở lên. Loại này thì nó có 2 màu. Đây. Màu xanh và màu đen nhé. Màu xanh giá nó đắt hơn
10.000. Thực ra là màu xanh nó chỉ đẹp hơn thôi, chứ còn chất lượng của nó thì là đều là một nhá, đều là một loại thép. Đây là loại tốt, mình bán với giá loại màu đen này là 100.000 một chiếc, màu xanh này là 110.000 một chiếc, chưa gồm phí vận chuyển nhé. Trên bên Trung Quốc nó báo loại chất lượng kém hơn, thì là nếu mình nhập về mình bán với giá là 65-70.000, nhưng mà mình này không nhập cái loại kém ấy về, cơ bản là tiền thì nó chênh nhau không đáng kể, mà nhập cái loại kia về thì là khách hàng dùng nó kém, nó nhanh hỏng thì là khách hàng nó phàn nàn, nhưng mình không nhập cái loại tốt. Như video giới thiệu cái dây đeo máy cắt cỏ và cái khay rễ cỏ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.